Audio Jungle. Hi, xin chào tất cả các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích những bài học cần ghi nhớ khi chúng ta đầu tư mua bán nhà đất. Vân cảm ơn tất cả mọi người đang xem trực tiếp video của Thanh Vân. Vậy thì với những cái bài học mà chúng ta khắc cốt ghi tâm khi chúng ta xuống tiền mua bất cứ một cái sản phẩm bất động sản nào, thì bài học đầu tiên mà Vân chia sẻ tới cho tất cả chúng ta đó chính là lợi nhuận đến từ lúc chúng ta mua chứ không phải cái lúc chúng ta bán. Khi mà thị trường bất động sản có những cái dấu hiệu phát triển thì rất nhiều người là muốn đầu tư bất động sản để kiếm cái lợi nhuận. Vậy thì chúng ta mua những cái sản phẩm bất động sản mà chúng ta phải tìm hiểu, khảo sát những cái sản phẩm bất động sản xung quanh, cái giá của nó mà thấp hơn so với những cái sản phẩm bất động sản xung quanh, thì xin chúc mừng các bạn, chúng ta sở hữu cho mình những cái sản phẩm bất động sản với cái giá trên thị trường. Vậy thì ví dụ những cái sản phẩm bất động sản, những cái mảnh đất xung quanh họ đang chào bán là 14-15 triệu mét, mà trong khi đó cái sản phẩm mảnh đất mà chúng ta cần mua nó khoảng tầm 9-10 triệu mét hoặc 12-13 triệu mét, thì xin chúc mừng các bạn, đấy là những cái sản phẩm, những cái mảnh đất mà chúng ta nên đầu tư. Tuy nhiên nó còn áp dụng theo nhiều những yếu tố khác nhau nữa là về vị trí, pháp lý, quy hoạch. Nhưng về giá cả thì giá cả là phải thấp hơn so với những cái mảnh đất xung quanh. Chúng ta phải mua lãi ngay khi mua chứ không phải là lãi khi chúng ta bán. Thế thì hiện nay các nhà đầu tư bất động sản thường mua nhà mà hình thành trong tương lai và đợi khi mà giá nhà tăng thì mới tiến hành bán hoặc là cho thuê với cái mức giá là cao hơn. Đó, thế thì chúng ta cần phải nghiên cứu thị trường trước và chúng ta phải tiến hành đầu tư. Thế thì nghiên cứu thị trường, chúng ta phải nghiên cứu xem là thị trường ở xung quanh đó đang giao dịch như thế nào, tỷ lệ bao nhiêu phần trăm, dân cư ngày một về đó có đông không, những cái tiện ích mà xuất hiện ở tại những cái khu đó có nhiều không, bệnh viện, trường học, trạm y tế, các doanh nghiệp, các cơ quan đó, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại. Thì lợi lãi ngay khi mua là một trong những cái bài học mà chúng ta khắc cốt ghi tâm khi chúng ta đi đầu tư bất động sản. Vậy thì chúng ta chỉ cần mua rẻ hơn so với cái giá trị thực trên thị trường là chúng ta đã có lợi nhuận khi chúng ta mua rồi. Bài học số 2 mà Vân chia sẻ tới cho tất cả chúng ta đó là so sánh là cái cách định giá tốt nhất. Chúng ta phải nghiên cứu thị trường để xác định được cái mức giá và chúng ta tìm đến những cái đơn vị mà chuyên thẩm định giá bất động sản. Đó, để chúng ta so sánh về giá. Thế thì chúng ta mua một cái mảnh đất A thì chúng ta sẽ phải so sánh những cái mảnh đất xung quanh đang là giá bao nhiêu, hoặc chúng ta đầu tư vào những cái dự án mà phân lô bán nền thì những cái dự án xung quanh đó cũng đang bán với cái giá bao nhiêu. Và quan trọng nhất, chúng ta ăn nằm ở chờ hoặc chúng ta kết hợp với những cái người dân bản địa để chúng ta xem là cái tỷ lệ thanh khoản tại cái khu đó có nhiều không. Thì đó, bởi vì khi mà thanh khoản ý thì nó sẽ liên quan đến giá. Ví dụ như người A bán cho người B với cái giá là 10 triệu mét, người B bán sang cho người C với cái giá là 11 triệu mét, ví dụ như vậy, mà diễn ra liên tục thường xuyên thì cái so sánh về giá đó là giúp cho chúng ta hạn chế bớt cái rủi ro và tránh mua phải những cái mảnh đất với cái giá hớ. Vậy thì cái bài học rút ra đó là so sánh và thẩm định từ tất cả những cái nguồn thông tin khác nhau về Internet, về các bạn môi giới, về những người địa phương, về các chuyên gia đầu tư, về những văn phòng giao dịch bất động sản. Đó, nên là với cái việc mà chúng ta so sánh về giá, chúng ta sẽ nắm chắc được là cái lịch sử giá là ở cái mức độ là mấy triệu một mét hoặc là mấy chục triệu mét, thì chúng ta sẽ quyết định được là cái giá bán trong tương lai là bao nhiêu, thì sẽ đem lại được cho chúng ta một cái nguồn lợi nhuận. Và hiện tại thì những cái sản phẩm bất động sản trung cấp đến cao cấp thì được nhiều người tìm hiểu, nhưng mà không phải là ai cũng sẵn sàng bỏ tiền ra mua. Đó, và cái cách đơn giản là chúng ta hãy thuê nhà trong vài tháng để ở và tự trải nghiệm cái cuộc sống. Nếu như chúng ta đầu tư tại
bất cứ một cái dự án nào đó. Và khi chúng ta xuống thử, chúng ta thấy hợp thì chúng ta có thể mua căn hộ đó, hoặc chúng ta mua những căn hộ khác để chúng ta đẩy đi. Thế thì trên thị trường bất động sản không thiếu những cái sản phẩm nhà đất phù hợp với những cái người có nhu cầu. Chúng ta có thể tìm kiếm thông tin trên Internet đến những cái đơn vị khác nhau để chúng ta lựa chọn ra cho mình những cái sản phẩm bất động sản phù hợp nhất. Bài học thứ 3, kiến thức là chìa khóa để tránh rủi ro. Chúng ta phải cập nhật thông tin liên tục, cập nhật thông tin đầy đủ từ tất cả các nguồn khác nhau: Internet, chuyên gia, môi giới, văn phòng giao dịch bất động sản. Cập nhật thông tin hàng ngày từ trên Google, từ trên YouTube, cũng như kênh YouTube mà Vân đang chia sẻ tới cho tất cả chúng ta. Thậm chí là gì? Khi chúng ta đi đầu tư tại một khu vực nào, trong một tỉnh nào, thì tỉnh đó cũng đều có những cái trang của nhà nước có đầy đủ tất cả những cái thông tin về pháp lý và quy hoạch bất động sản đất ở trong cái tỉnh đó. Ví dụ như là khánhhoa.gov.vn, văn giang.gov.vn, khánhhoa.gov.vn, ví dụ như vậy. Đó, thì chúng ta tìm hiểu, cập nhật những cái thông tin liên tục để chúng ta biết được rằng là khi chúng ta đầu tư mảnh đất tại một vị trí nào đó thì cái khu vực đó sắp tới sẽ có những cái dự án gì, mở đường như thế nào, nhà nước đang đổ tiền về đầu tư ra sao. Đó, thì kiến thức bất động sản của chúng ta sẽ đến từ những cái việc cơ bản, ví dụ như chúng ta nắm bắt được thông tin chính xác từ thị trường, khả năng phân tích thông tin, rồi là trên Internet cũng có chia sẻ, giống như hiện tại Vân đang chia sẻ tới cho tất cả chúng ta những cái bài học, những cái kinh nghiệm khi mà đầu tư bất động sản, để giúp cho chúng ta cập nhật thêm những cái kiến thức cho mình và để hạn chế bớt cái rủi ro khi chúng ta xuống tiền. Đó, thế thì những cái thông tin từ trên Internet, từ trên marketing thì sẽ giúp cho chúng ta tìm hiểu và cập nhật đầy đủ những cái pháp lý, những cái quy hoạch, đó, những cái vị trí đắc địa mà chúng ta nên đầu tư từ trên những cái bản đồ vệ tinh xuống. Bởi vì trên cái bản đồ vệ tinh chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là cái khu vực, cái mảnh đất mà chúng ta đầu tư đó là có nằm tại cái khu đông dân cư hay không. Cái điều đó cực kỳ quan trọng, hay là nằm ở trên đồng không mông quạnh. Và trên đây là những cái thông tin rất là hữu ích và vô cùng giá trị mà Vân chia sẻ tới cho tất cả chúng ta, những cái bài học khắc cốt ghi tâm, cũng như là những cái bài học cần nhớ để giúp cho chúng ta mua bán, đầu tư bất động sản theo đúng cái giá trị và xứng đáng với cái đồng tiền mà chúng ta cần bỏ ra. Cảm ơn tất cả các bạn cũng và xin hẹn gặp lại các bạn vào 8 giờ tối hàng ngày tiếp theo với những cái video mới nhất về những cái bài học kinh nghiệm đầu tư bất động sản nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.